trong tâm mình đó là Chúa thấy con vác bao nhiêu thì Chúa cho con vác thánh giá cùng với Chúa. Dù làm gì làm, nghe điện thoại dạ alo dạ có là phải có. Ban đầu mình cho giống như mình làm mà một được một cái việc cái gì đó nó sung sướng lắm. Rồi như tới ngày hôm nay thì mình cũng cảm thấy sung sướng. Áy náy. Mình cứ nghĩ rồi con nó sẽ đi về đâu?